Phần cuối chương trình, chúng ta sẽ gặp lại cựu cầu thủ Hồ Thanh Cang, một trong những cầu thủ lừng danh của bóng đá miền Nam trong quá khứ. Nhắc tới Thanh Cang là nhắc tới những cú ngả bà đèn trên đấu trường quốc tế. Hồ Thanh Cang có thể nói là một trong những biểu tượng lừng lững của bóng đá Sài Gòn trong suốt chiều dài lịch sử. Nhắc đến ông là nhắc đến một cầu thủ tài hoa nhưng hiền lành, chất phác. Và đến bây giờ, người hâm mộ bóng đá Sài Gòn xưa vẫn nhắc đến Hồ Thanh Cang với biệt danh con ngựa bất kham, bởi dáng chạy của ông trên sân cho đến bây giờ vẫn không lẫn với ai, cùng những cú sút như trái phá. Những pha biểu diễn của ông một thời làm sân bóng bùng nổ mỗi khi đội tuyển miền Nam hay Hải Quan thi đấu. Cái đầu tiên là cũng nhắc luôn là ông Chánh Trinh là một nhà báo thể thao nổi tiếng thời đó, là cũng là dân đại biểu quốc hội gì đó, ông lớn Chánh Trinh là Lý Chánh Trung, là ông đặt cho mình cái dáng một bài báo ông viết mà tôi còn lưu á. Ông tả tôi là khi mà tôi xuất phát tốc độ thì người tôi khum cái lưng xuống, hồn xuống giống như kiểu cản gió hay gì đó, hút ra hết. Rồi tóc tôi nó hơi nhiều á thì nó pùm ra nha. Thì ông coi là như là cái con ngựa đó, bất kham đang cúi đầu chạy, rồi tóc lùm rồi đó là dính vô cái danh là hân hạnh, là được ông tặng mình một cái danh rất là dễ thương là con ngựa bất kham. Hồ Thanh Cang xuất thân trong gia đình có 7 anh em đều theo nghiệp bóng đá và thể thao, nhưng ngay từ nhỏ cậu bé Cang đã bộc lộ tài năng vượt trội. Đến năm 17 tuổi, ông đã có mặt trong đội hình chính của một trong những đội bóng hàng đầu Sài Gòn. Chạy nhiều, chuyền hay, sút khỏe và lên xuống nhịp nhàng, có mặt đúng lúc ở những điểm nóng. Hồ Thanh Cang là một trong số ít cầu thủ thời đó đá đủ 90 phút mỗi trận mà vẫn giữ được sự bền bỉ, dẻo dai. Tài hoa là vậy, nhưng điều khiến Hồ Thanh Cang được yêu mến và kính trọng chính là cách chơi bóng nhiệt tình và chân chất. Trong cả sự nghiệp gần 2 thập kỷ, ông chưa từng phải nhận bất cứ thẻ phạt nào. Nói chung là anh của tôi đã truyền đạt dạy mình, nói cho mình vậy đó. Tại sao người ta đá mày như mình vậy đó, anh mình mà. Bởi vì mày, người ta coi mày là con ngôi sao, người ta phải đá mày như vậy để rồi mày né, mày tránh, mày cứ lo né tránh, mày không lo về đá banh. Nhưng mà ông dạy tôi cái đó là bây giờ người ta đá mày, mày cứ làm thinh, đau cỡ nào mày cứ làm thinh luôn hết. Rồi có nhiều cái vô tình cái tánh mình, người ta bay, người ta đạp vô chân, té bịch đó. Mình ngồi dậy trước, nắm tay người đỡ, kéo người đó dậy rồi mình đi bằng cách đi cà thọt á, cẳng mình cũng bị đau. Đó là về cái cử chỉ của mình thành nó quen rồi, thanh đá rồi không giận ai hết á, đi cắm đầu vô mình đá. Thời điểm đỉnh cao phong độ, tên tuổi Hồ Thanh Cang thậm chí còn vượt ra khỏi biên giới. Báo France Football từng có bài viết khen ngợi Hồ Thanh Cang khi ông là cầu thủ của đội tuyển miền Nam ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới đội Olympic Pháp năm 1973. Đó cũng chính là bàn thua duy nhất của Olympic Pháp trong chuyến tập huấn châu Á năm đó. Trong cái chuyến đó là Pháp nó đi qua bên Á Châu này đá, mà hầu 30-40 trận đá đều thắng hết, mà không có bị lọt một cái đá banh nào. Đó, thì chỉ có ăn lọt là tôi lại may mắn đã lọt cái banh 4-1 trong cái trận mà mình thua Pháp ngay trên sân này là 4-1. Mà cái banh đó là tôi lại đã lọt. Thì Pháp nó cũng về bên bển, cũng báo France Football là báo của Pháp cũng đăng lên đó, là trong chuyến đi tất cả cái châu Á này hết sao đã thắng hết mà chỉ bị lọt một trái, nó có đăng lên cái đó luôn, đăng đó là ông Hồ Thanh Cang, để Hồ Thanh Cang. Cho đến giờ, thế hệ người hâm mộ trên dưới 50 tuổi vẫn chưa ai quên được bàn thắng đẹp như mơ cách đây đã hơn 30 năm của Hồ Thanh Cang trong trận thắng Tổng cục Đường sắt 2-1 vào năm 1976, trận cầu đoàn tụ hai miền sau ngày giải phóng. Đó thì một cái kỷ niệm là nói chung thì trong cái dân miền Nam mình đây đá thì miền Bắc bắt đầu vô đá lần đầu tiên. Đó, thì vô đá lại thắng hết chứ. Thắng 4 trận rồi, còn vô tới gặp thằng Hải Quan thôi. Thì cái mà tôi kể, cái xúc động của tôi là khi mà mình cầm cái túi sách để mình đi qua bên kia họp rồi để ra sân banh đó, thì khán giả la lên dữ dội lắm. Hải Quan ơi, Hải Quan hãy đem danh dự về cho Sài Gòn. Đó, thì mình dồn tất cả để mình vô mình đá.
Đó. Có một cái bất ngờ, cái nữa là đang đá mình lấy thua đầu nữa. Thôi thôi sạch hết rồi. Đó. Thì tinh thần sao nó xuống cho nó khán giả nó nghẹt cứng sân không nữa. Mấy cái cột đèn, mấy cái cột máy nó bu đầy trên sân, mình nhìn thấy thương quá. Tràn lên cái đường mít luôn. Ra cái đường chạy nó mít hết, đường mít hết đây ngồi đó rồi. Đây đá đó. Thì tình cờ trong cái trận đó thì bị thua rồi, cái sau đó thì tôi cũng bật tường với cuộc sinh đó. Rồi gỡ một quà. Và là sau đó thì có một cái pha mà dâng lên mà tôi nói là tao banh cũng dạng để đời. Hồi xưa tôi có cái tiếng là ngã bằng đèn đó, tung người móc á. Thì trong cái dịp anh dâng lên một cái là tôi tung người lên đó. Tôi đá cái là trúng liếm ở dưới cái sàn ngang, vô luôn lưới. Đó, rồi là ăn cái banh đó là ăn 2-1. Thì tôi nói cái banh đó là cái banh cũng là dạng đẹp nhất trong cuộc đời của mình đó. Năm 1981, Hồ Thanh Cang trở thành huấn luyện viên trưởng đội Hải Quan, dẫn dắt đội đoạt chức Á quân giải vô địch quốc gia năm 1982-1983, hạng 3 năm 1986. Một năm sau đó, do những biến động từ thượng tầng đội bóng, Hồ Thanh Cang chia tay bóng đá và trở về làm một công chức ngành hải quan. Nhưng với ông, đó chỉ là tạm dừng, bởi dòng máu bóng đá không bao giờ ngừng chảy, mãi cho đến tận bây giờ.